Lần đầu tiên tại Việt Nam có một nền tảng hỗ trợ toàn diện cho các doanh nghiệp về lĩnh vực đấu thầu, đấu giá, kết nối giao dịch mua sắm công và mua sắm tư nhân, đó chính là hệ sinh thái đấu thầu. Hạt nhân của hệ sinh thái là phần mềm phân tích thông tin thầu, đấu thầu.info và mạng đấu thầu dành cho tư nhân đấu thầu.net. Đấu thầu.info được ra đời để giúp các doanh nghiệp là nhà thầu và nhà đầu tư tiến hành chuyển đổi số trong lĩnh vực tìm kiếm và săn thông tin thầu để sẵn sàng bước vào thị trường mua sắm của chính phủ với một tâm thế hoàn toàn mới. Phần mềm hiện đang là công cụ hỗ trợ đắc lực cho hơn 28.000 doanh nghiệp trên cả nước, giúp họ dễ dàng tham gia thị trường mua sắm công. Các chức năng điển hình của trợ lý số đấu thầu.info bao gồm tìm kiếm, săn thông tin thầu từ khi đó còn là kế hoạch và theo dõi quá trình mời thầu, đấu thầu cho đến khi có kết quả. Phần mềm cũng có khả năng phân tích lịch sử đấu thầu 10 năm qua từ cơ sở dữ liệu thầu quốc gia, giúp doanh nghiệp dễ dàng có những thông tin cần thiết nhằm đọc vị đối thủ cạnh tranh và bên mời thầu, phân tích quan hệ gần giữa bên mời thầu và các nhà thầu, giữa các nhà thầu với nhau nhằm tìm ra mối quan hệ tiềm ẩn nguy cơ quân xanh quân đỏ trong đấu thầu. Trong năm 2020, chúng tôi cũng đã quyết định là sẽ đưa phần mềm này và làm cái nền tảng để khai sinh một startup có tên là hệ sinh thái đấu thầu. Ngay sau đó thì chúng tôi đã triển khai thêm một số phần mềm và đưa vào trong hệ sinh thái này rồi. Có thể kể tới một số phần mềm như là phần mềm săn tài sản đấu giá, đấu giá.net, mạng đấu thầu dành cho tư nhân, đấu thầu.net. Đây cũng là cái hạt nhân chính của hệ sinh thái của chúng tôi. Đấu thầu.net hỗ trợ đa dạng hình thức mua sắm theo luật đấu thầu nói riêng và mua sắm giữa các doanh nghiệp nói chung, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh đối với mọi nhà thầu và nhà đầu tư. Hiện các doanh nghiệp tư nhân đã có thể tiến hành mời thầu trên đấu thầu.net và hơn 28.000 nhà thầu ở mọi lĩnh vực đang tham gia vào hệ sinh thái đã sẵn sàng nhận thầu. Thời gian tới, đấu thầu.net sẽ được nâng cấp và bổ sung thêm nhiều tính năng mới, điển hình như tạo hồ sơ năng lực trực tuyến, tạo gian hàng ảo. Nền tảng này đã được ghi nhận ở nhiều cuộc thi với thành tích nổi bật như Top 60 cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia TechFest Việt Nam 2020 là công cụ chuyển đổi số về đấu thầu duy nhất tại danh bạ các giải pháp chuyển đổi số Việt Nam. Digital Star Showcase 2020 được bình chọn là sản phẩm, giải pháp xuất sắc của ngành phần mềm công nghệ thông tin Việt Nam và được trao giải thưởng Sao Khuê năm 2021.